Xin chào các bạn. Không biết là hôm nay thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào, bởi vì là bài học này nó đang nằm ở gần cuối của chuyên đề. Và bây giờ thì chúng ta đã học được hầu như là toàn bộ những kiến thức của chuyên đề rồi. Chỉ có ở tiết tới là các bạn sẽ học về phần ước và bội của số nguyên, thì nó cũng sẽ tương tự như đối với số tự nhiên thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất là nhẹ nhàng, đó là về tính chất của phép nhân. Thì các bạn đã được học về các phép tính cộng và trừ số nguyên, và chúng ta được học về hai trường hợp nhân, nhân hai số nguyên cùng dấu và nhân hai số nguyên trái dấu. Thế thì các bạn nắm cho cô thật chắc về quy tắc, bởi vì khi mà lên lớp 7 hoặc lớp 8 ấy, thì nhiều anh chị là quên mất cách tính toán sơ đẳng nhất đối với số nguyên, và cô hy vọng là các bạn sẽ không bị như vậy. Thì chúng ta hãy nhớ thật kỹ cho cô về cách thực hiện các quy tắc và nhớ về quy tắc vá ngoặc và quy tắc chuyển vế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần bài tập về nhà của tiết giảng trước nhé. Là nhân hai số nguyên cùng dấu. Nhân hai số nguyên cùng dấu thì các bạn có thể lấy ví dụ ngay, đó là đối với các số tự nhiên 2 nhân 3 bằng 6, hay là đối với các số nguyên âm, âm 2 nhân âm 3 cũng bằng 6. Và kết quả của hai số nguyên cùng dấu nhân với nhau thì luôn luôn là một số dương. Còn số nào nhân với 0 thì cũng sẽ bằng 0, đúng không? Bài đầu tiên là cô yêu cầu các bạn tính 4 biểu thức. Tuy nhiên thì nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ thực hiện luôn nhé. Phần A, âm 13 nhân với âm 6. Theo quy tắc thì sẽ là nhân hai trị tuyệt đối lại với nhau và sẽ bằng 13 nhân với 6. Không nhất thiết phải đặt phép tính mà các bạn nhân nhẩm luôn. 6 nhân 3 18, viết 8 nhớ 1, 6 nhân 1 là 6, nhớ 1 là 7. Đó. Phần B, 10 nhân với âm 25. Đây là nhân hai số nguyên trái dấu và luôn luôn có kết quả là một số âm. Bỏ âm ra ngoài trong còn 10 nhân 25. Và số nào nhân với 10 cũng sẽ thêm số 0 ở đuôi, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 250. Câu C, âm 32 nhân với 0. Số nào nhân với 0 cũng sẽ bằng 0. Đó. Phần D, âm 1 nhân với âm 41 nhân hai số nguyên cùng dấu, kết quả bằng 1 nhân 41. Và tính chất nhân với 1 của số tự nhiên thì sẽ được bằng 41. Ở phần D thì cô mở rộng thêm cho các bạn là trong một số trường hợp khi mà chúng ta không thích dấu âm thì các bạn có thể nhân với âm 1 để mất cái dấu âm này đi. Đó, đương nhiên là nhân vào thì sẽ cần phải chia đi, đúng không? Thì kết thúc cái bài số 1 này thì cô tin là chúng ta rất tự tin khi nhân các số nguyên với nhau trong hai trường hợp. Tiếp theo là bài số 2. Tích sẽ là số dương hay số âm nếu tích đó có. Tức là cái bài này nó cũng gần tương tự với một ví dụ mà cô hướng dẫn trong tiết giảng. Và chúng ta nhìn dưới con mắt tổng quát. Một số âm và hai số dương. Mình có thể lấy ví dụ mà, đúng không? Bài số 2. Bài số 2 thì cô sẽ kết luận luôn là đúng hay sai ở đây nhá. A, B, C, D, E. Còn ví dụ này, một số âm và hai số dương. Một số âm là âm 1 đi, hai số dương là 2 nhân 3 đi. Đó. Thì kết quả cô nói rồi là có lẻ lần số âm thì kết quả sẽ có dấu âm. Chẵn lần số âm thì kết quả sẽ có dấu dương. Đấy. Như vậy là 1 x 2 x 3 bằng 6. Kết quả sẽ là một số âm. Mà người ta nói là xem kết luận, đúng không? Thì chúng ta kết luận được là số âm. Tại sao chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ thôi là kết luận được rồi? Là bởi vì nó chỉ phụ thuộc vào dấu thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể lấy ví dụ theo hướng thế này. Đấy. Thì sẽ bằng âm của tích ABC, đúng không? Trong đó ABC sẽ là các số
tự nhiên nhá. Và các bạn nhớ lại âm và dương thì nó đều khác không, nên mà cô sẽ là thuộc N sao. Đấy, thì nhìn thấy được dấu luôn đúng không? Tương tự hai số âm và một số dương, đây là chẵn lần số âm này, kết quả sẽ là số dương. Hai số âm và hai số dương cũng là số dương. Ba số âm lẻ đúng không? Số 3 là lẻ này. Số âm. 20 số âm và một số dương. Đó thì 20 hay là 200 hay 2000 thì nó cũng đều là số chẵn cả và sẽ là số dương. Bài số 2 này tưởng dễ mà nó lại có rất nhiều ứng dụng các bạn ạ. Ví dụ như trong những cái phép tính rất là phức tạp mà người ta muốn xét về dấu thì chủ yếu là sẽ đi đếm các số âm trong đấy. Ví dụ như người ta cho tích của các số nguyên âm từ 1 đến, tức là từ âm 1, âm 2, âm 3 và đến âm 2020. Hỏi là tích này âm hay là dương. Đó, thì các bạn sẽ đi đếm các số nguyên âm đúng không? Thì kết thúc hai ví dụ, hay là hai bài tập về nhà này, thì chúng ta đã có thể rất tự tin đối với phép nhân và có thể kết hợp được phép nhân đối với phép cộng và phép trừ số nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy cùng nhớ lại giúp cô là đối với số tự nhiên và phép nhân thì có những tính chất gì? Thực chất là các bạn được học trong chuyên đề về số tự nhiên ở phần trước rồi, và cô đã nhắc rất nhiều là ở tiểu học, cụ thể là lớp 4 thì các bạn đã được học về các tính chất. Trong đó có các tính chất là giao hoán, kết hợp, đúng không? Ngoài ra thì đối với phép nhân và phép cộng thì nó sẽ có các tính chất khác đi kèm. Ví dụ như là nhân với 1, đó, cộng với 0 và đặc biệt là tính chất phân phối. Thì câu hỏi là đối với số nguyên thì các tính chất này còn đúng hay không? Và câu trả lời là có, nó sẽ y hệt như vậy nhá. Thế thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với các tính chất của số của phép nhân. Ở đây thì cô sẽ nêu dưới dạng một cái sơ đồ để các bạn dễ nhớ hơn. Ví dụ trong sách giáo khoa thì nó sẽ nêu đầy đủ từng cái tính chất một đúng không? Và có các ví dụ đi kèm. Nhưng mà thực ra là các bạn đã thừa biết rồi, bởi vì là nó giống y với số tự nhiên ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến 5 tính chất. Đầu tiên là tính chất giao hoán. Giao hoán là hoán đổi vị trí cho nhau. Và tính chất này rất hiệu quả khi ứng dụng với kết hợp. Còn nếu mà nó đứng một mình thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Đó. Thì tính chất giao hoán này cụ thể sẽ là A nhân B thì bằng B nhân với A. Có thể lấy ví dụ. Ví dụ là 2 nhân với âm 3 thì sẽ bằng, à ở đây sẽ là mình không thích đặt số 2 đầu thì mình cho âm 3 ở đầu, là âm 3 nhân với 2. Đó. Và nếu có nhiều số, có nhiều thừa số trong phép nhân thì chúng ta cũng có thể đổi vị trí bất kỳ. Nó tương tự như phép cộng nếu mà các bạn quan tâm đến dấu của nó, đúng không? Tiếp theo là tính chất kết hợp, tức là A với B là không hợp nhau thì chúng ta nên kết hợp B với C. Bởi vì B với C nhân vào thì nó sẽ ra số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn. Đấy. Ví dụ là 3 nhân 5 nhân với âm 2 thì các bạn hoàn toàn có thể viết là 3 nhân 5 nhân âm 2. Hai cái này vào một nhóm. Nhớ là trong này đang ngoặc ngoặc tròn thì khi chúng ta kết hợp sẽ là ngoặc vuông nhá. Và đây sẽ bằng 3 nhân với 5 nhân âm 2 thì bằng âm 10 đúng không? Kết quả sẽ bằng âm 30. Đấy. Thêm nữa là nếu sử dụng cùng tính chất giao hoán thì ví dụ số 5 này nó không đẹp, nó đang ở vị trí là đổi cho số 3 thì chúng ta có thể đảo lại. Tiếp theo là lũy thừa thì nó không được gọi là tính chất nhưng mà cô vẫn nêu vào thôi. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Như vậy A sẽ là số nguyên bất kỳ nhá. Nhưng mà N sẽ phải là một số tự nhiên. Và cũng có quy ước là A mũ 0 thì sẽ luôn bằng 1 với A khác 0. Đó. Thì nó cũng khá là tương tự. Là các bạn chỉ cần thấy được là ví dụ ở đây có 3 số âm 2 nhân với nhau. Quá là cồng kềnh.
thì có thể viết là âm 2 mũ 3. Nếu trong bài cho cái này thì chúng ta cũng quy được về thế này và tính được kết quả bằng âm 8 đúng không? Bởi vì ở đây có lẻ lần số âm 1, 2, 3 thì sẽ là dấu âm. 2 x 2 x 2 là 8. Tính chất tiếp theo là nhân với 1. Bất cứ một số tự nhiên nào khi nhân với 1 thì cũng bằng chính nó, kể cả số 0 đúng không? Thì tương tự, bất cứ một số nguyên âm nguyên nào khi nhân với 1 cũng sẽ bằng chính nó. ABC ở đây tất cả cô đều lấy đối với số âm nhé. Cái này dễ quá rồi. Và cái thứ ba là tính chất phân phối với phép cộng. Đây là một tính chất mà được các thầy cô nhấn mạnh rất nhiều và nó sử dụng cực kỳ hiệu quả trong các bài tính nhanh, tính nhậm, tính hợp lý. Thì ở đây có hai tính chất nhỏ. Thứ nhất là đối với phép cộng này. Đây là không viết gì, tức là phép nhân nhá. A này đang nhân với một cái tổng thì sẽ là nhân với từng số hạng rồi cộng vào. Còn đối với phép trừ thì cũng tương tự thôi, chỉ là đây là dấu trừ thì bên này cũng sẽ là dấu trừ nhá. Tính chất này cô sẽ lấy ví dụ như sau. Thường là cái chiều ngược lại thì nó sẽ dùng nhiều hơn. Đó. Ví dụ là âm 2 nhân với 7 cộng với âm 2 nhân với 3. Nếu tính riêng lẻ thì rất là khó. Nhưng mà các bạn nhớ là đặt âm 2 ra ngoài trong còn. Đây có hai cái này giống nhau này. Trong còn 7 cộng, cộng là cái phép tính này được chưa? Cộng 3 và bằng âm 2 nhân với 10. Đó, tính nhanh hơn. Và đối với số lớn thì nó càng thể hiện rõ hơn. Còn đây là đối với số nhỏ thì các bạn có thể tính từng tích một nhé. Và như vậy là cô đã nói rất kỹ. Mặc dù là đã bao gồm hết tất cả các tính chất mình học trong bài giảng ngày hôm nay, nhưng mà một cái quan trọng là nó tương tự như số tự nhiên. Và các bạn nhớ là số nguyên thì nó còn thêm cả các số nguyên âm nữa. Và những cái trường hợp liên quan đến số 0 thì cũng cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các tính chất này để thực hành một vài ví dụ nhé. Các bạn sẽ khởi động với cô ở ví dụ đầu tiên. Ví dụ này sẽ là một dạng bài rất quen thuộc, đó là tính. Thì đương nhiên là người ta chỉ yêu cầu các bạn tính ra kết quả chính xác thôi. Nhưng mà chúng ta mong muốn tính một cách nhanh nhất, phù hợp nhất và ra kết quả chính xác, đúng không? Thế thì ở đây các bạn sẽ không phải là nhân hay là cộng trừ theo các quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau, thực hiện từ trái qua phải, mà các bạn cần nhận xét trước để xem có thể áp dụng được tính chất nào trong những tính chất mà cô giới thiệu ở trước hay không. Ví dụ như phần A. Ở phần A toàn là phép nhân thôi thì thường sẽ có hai tính chất là kết hợp và giao hoán. Và cô đã gợi ý rồi, thường mình sẽ kết hợp các thừa số để tích của chúng là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn. Nhận xét ngay 15 và âm 6 đúng không? Như 5, 6, 30 đó, nó sẽ có tận cùng là số 0. Âm 2 và âm 5 đương nhiên là bằng 10 đúng không? Thì như vậy là mình sẽ kết hợp hai số ở hai bên và hai số ở giữa. Đấy. Tương tự với phần B, phần C và những phần còn lại thì đến phần nào thì cô và các bạn sẽ cùng phân tích nhé. Và chúng ta cũng có thể thử sức bằng cách là dừng video để tự thực hiện, sau đó là xem lại để xem là cô triển khai và so sánh với kết quả của các bạn. Ban đầu nếu người ta không cho tên biểu thức thì các bạn phải chép lại, và chép lại thì cần phải chính xác ngay từ đầu. Còn ở đây cô đã cho tên biểu thức để cô đỡ phải chép lại. Đó thì các bạn có thể ghi luôn là A sẽ bằng, phân tích luôn nhé. Sẽ đổi vị trí của âm 6 từ ở cuối lên vị trí số 2 đúng không? Và đảo lại. Các bạn sẽ vừa dùng giao hoán và vừa dùng kết hợp nhé. Tức là đóng ngoặc luôn. Âm 2 và âm 5. Đấy. Bây giờ thì mỗi một nhóm đều dễ tính rồi. Ở đây là số dương nhân với số âm thì sẽ được kết quả là một số âm. 6 x 5 30 viết 0 nhớ 3. 6 x 1 là 6 nhớ 3 là 9. Bên này thì dễ thấy bằng
10 đúng không? Bởi vì hai số nguyên âm nhân với nhau bằng dấu dương. Và đương nhiên kết quả là âm 900. Âm nhân dương thì bằng âm. Đấy. Phần B ạ. Phần B thì mình cũng phân tích tương tự đúng không? Nhưng mà rất là không may mắn vì không một số nào nhân với nhau để nó là số tròn chục, tròn trăm hay là tròn nghìn. Tuy nhiên nếu thực hiện từ bên trái qua bên phải thì nó vẫn hơi lằng nhằng một chút. Thì các bạn có thể thấy đây là có hai số nguyên âm đúng không? Thì các bạn có thể nhân với nhau. Nếu là cô thì cô sẽ lựa chọn là nhân âm 2, 4 và 7 trước. Bởi vì nó sẽ ra một số có hai chữ số. Sau đó nhân với 11 thì mình sẽ áp dụng cái tính chất nhân với số 11 mà đã được học ở tiểu học rồi nhá. Cô sẽ đảo âm 2 lên. Nhân với 4 và nhân với 7. Tất cả nhân với âm 11. Âm 2 nhân 4 là âm 8. Âm 8 nhân 7 bằng âm 56. Nhân với âm 11. Và hiển nhiên bằng 56 nhân 11. Nào các bạn hãy nhớ cho cô là nhân số có hai chữ số. Với 11 thì mình có quy tắc gì? Ví dụ như là 12 nhân 11 thì cộng hai chữ số đó và đưa vào giữa, đúng không? Ví dụ 24 nhân 11 thì bằng 264. Đấy. Tuy nhiên thì 56 mà cộng vào này, 5 cộng 6 bằng 11. Nó bị nhiều hơn 10 mất rồi. Thế thì làm nào đây? À, có quy tắc khác nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi. Vẫn ghi số 6 ở cuối cùng này. 5 cộng 6 bằng 11 thì sẽ ghi số 1 hàng đơn vị. Và nhớ 1 lên hàng trăm. Nhớ 1 vào số 5 này thì sẽ được là 616. Đó, đây là cách tính. Ví dụ là 66 nhân 11 thì cũng sẽ bằng là 726 đúng không? Tức là các bạn sẽ cộng vào, lấy hàng đơn vị để vào giữa và cộng thêm một đơn vị vào hàng chục này, viết vào hàng trăm. Đó. Về nhà luyện tập thêm nhá. Tiếp theo đến phần C. 237 nhân với âm 26 cộng 26 nhân 137. Nhận xét qua thì thấy được là đều có số 26, chỉ là dấu âm và dấu dương. 237 và 137 có hàng chục và hàng đơn vị giống nhau đúng không? Và có cả phép cộng nữa. Các bạn dự đoán là mình sẽ sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng trừ đúng không? Thế thì ở đây muốn đặt một cái gì ra ngoài thì nó phải giống nhau cơ. Thì cái âm 26 và 26 nó đang trái dấu thì mình đổi dấu. Tức là mình sẽ đổi dấu của 26 âm này sang bên này. Được không? Được nhá. Như vậy sẽ bằng là âm 237 nhân với 26 cộng 26 nhân với 137. Bây giờ thì đặt 26 ra ngoài, trong còn âm 237 cộng 137. Tổng của hai số nguyên, quy tắc đúng không? Đây là tổng của hai số nguyên trái dấu. Khi mà hai số nguyên trái dấu thì phải xét trị tuyệt đối. Đây, cái này có trị tuyệt đối lớn hơn thì sẽ lấy dấu âm. Và âm của 237 trừ 137. Thôi cô sẽ viết chi tiết để các bạn không bị nhầm nhá. Đặt dấu âm ra ngoài, bên trong còn 237 trừ 137. Cái này đang trừ với vai trò là các số tự nhiên. Đóng một cái ngoặc. Và bằng 26 nhân với âm 100 bằng âm 2600 đúng không? Đấy, rất là dễ. Biểu thức G. Biểu thức G cũng gồm có cả phép nhân và phép cộng, rồi có cả phép trừ ở bên trong này. Đó. Và cũng thấy được 17 giống nhau này. Đấy, hết rồi, có mỗi 17 giống nhau thôi. Và nhẩm nhanh thì được kết quả trong các ngoặc. Đây là bằng 20, còn bên này sẽ là âm 30, cũng là các số đẹp đấy. Nên là mình sẽ tính luôn nhé. Bằng 20 nhân với âm 5 cộng 23 nhân với âm 30.
Nhiều bạn có ý tưởng rất hay, đó là các bạn tách ra thành 10 nhân 2, cái này thành 10 nhân âm 3, thì sau đặt 10 ra ngoài cũng được nhá. Hoặc là chúng ta tính trực tiếp luôn. Bên này sẽ là âm 100. Ở đây là mình sẽ là số âm rồi này. Đúng không? 3 nhân 3 là 9. 3 nhân 2 là 6 và viết thêm số 0. Cộng vào thì sẽ được kết quả luôn bằng âm của cộng 1 vào đây, 790. Đấy, cũng nhanh đúng không? Phần H thì tương tự như phần G, nếu mà các bạn tính trực tiếp 67 trừ 34, số xấu. 34 trừ 57, số xấu, đúng không? Nhưng mà nhẩm nhanh thì cái này sẽ bằng 33 này. Còn cái bên này, âm 23 đúng không? Thì cũng chẳng đặt được ra ngoài. Nhưng mà nếu nhận xét kỹ hơn thì thấy 67, đây 67 này. 57 thì đây 57. Vậy chúng ta sử dụng chiều xuôi của tính chất phân phối của phép nhân và phép trừ, đúng không? Thử nhá. Đây là âm 57 nhân với 67 trừ đi âm 57 nhân 34 trừ đi 67 nhân 34. Tại sao lại là dấu trừ? Các bạn coi như đây là A trừ B, trừ của một ngoặc A trừ B thì sẽ bằng trừ A cộng B, đúng không? Đây sẽ là dấu cộng 67 nhân 57. Thế thì mình sẽ nhóm hai cái này với nhau đúng không? Thì bằng 0 này. Hai cái này với nhau, rất là hay. Tiếp theo đặt 67 ra ngoài, bên trong là âm 57 cộng 57. Nhìn này, 67 và 67 đặt ra ngoài, dấu của âm 57 đưa vào, dấu của 57 đưa vào, được chưa ạ? Tiếp theo là đặt 34 ra ngoài. Nhớ là đây là dấu cộng nhá, thì nó sẽ giữ dấu đấy. Đây là 34 mà dấu của 57 thì là dấu cộng, bởi vì trừ của trừ nhá. Còn dấu của 67, dấu trừ đúng không? Trừ 67. Cái này thì cộng vào bằng 0, 0 nhân gì cũng bằng 0. Còn cái này sẽ bằng âm 10 đúng không? Là 34 nhân âm 10. Và kết quả là âm 340. Đấy. Cô tin chắc rằng nếu các bạn không nhận xét ban đầu và sử dụng các tính chất được học trong bài giảng ngày hôm nay thì tính toán nó rất là lâu và mất thời gian, và cái phần trăm để sai thì rất nhiều. Bởi vì ở đây toàn là các số nó không được đẹp lắm thôi đúng không? Nhưng mà nếu biết nhận xét thì bài toán nó đơn giản hơn. Và cô hy vọng là các bạn sẽ thành thạo về các tính chất đối với phép nhân để chúng ta sẽ làm hay thực hiện các nhiệm vụ nó đơn giản hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đến với ví dụ thứ hai, nó phức tạp hơn một chút và làm việc với ngôn ngữ tổng quát. Thế thì ở đây người ta yêu cầu là chứng minh các đẳng thức. Đầu tiên là A trừ B nhân với A cộng B thì bằng A bình trừ B bình. Và phần B thì là một biểu thức khá là cồng kềnh. Thế thì cô đã nói với các bạn rất nhiều về dạng bài này rồi. Đó là muốn chứng minh A bằng B thì sẽ có hai cách. Một là chứng minh trực tiếp từ A biến đổi rất rất nhiều và bằng B. Hoặc chứng minh ngược lại từ B biến đổi rất nhiều và bằng A. Hoặc chúng ta chứng minh theo cách thứ hai là cùng biến đổi AB bằng C. Đấy thì hai đẳng thức sẽ hai bên của đẳng thức sẽ bằng nhau. Vậy thì ở đây các bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều về các tính chất liên quan đến phép cộng và phép nhân, phép trừ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng biến đổi từ bên trái qua bên phải nhé. Ở ví dụ thứ hai, nhớ là A, B, C đương nhiên là sẽ là các số nguyên. Đây là A trừ B, A cộng B. Bây giờ mình sẽ nhân lần lượt đúng không? Nhân lần lượt. Các bạn coi như đây là một cái đóng vai trò là A lớn đi. Đây, các bạn có thể coi như là A nhân với B cộng C. Thì coi cái A trừ B này như một cái A lớn, được chưa? Thì sẽ bằng AB cộng với AC. Đây là tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng. Thì bây giờ cũng sẽ bằng A trừ B nhân A.
cộng với a trừ b nhân với b. Tiếp theo chúng ta lại coi như cái a này đảo lại về bên này thì nó sẽ giống như kia đúng không? Hoặc là các bạn có thể ghi là b cộng c nhân a. Hai cái này đều đúng bởi vì chúng ta có tính chất giao hoán của phép nhân. Thế thì nó đều bằng cái này. Đó, bây giờ thì mình sẽ nhân luôn. Đây là a nhân a đúng không? Trừ đi b nhân a cộng a nhân b trừ đi b nhân b. Theo lũy thừa khi mà có hai thừa số a thì viết được là a mũ 2 hay còn gọi là a bình phương. Và ở đây nếu chúng ta đặt a ra ngoài thì bên trong sẽ là giữ nguyên dấu đúng không? Đây là trừ b này. Và đây sẽ là b. Bên này cũng có 2b thì sẽ là b bình phương. Nhớ về lũy thừa nhá. Đương nhiên là trừ b cộng b thì bằng 0 nhân với a cũng bằng 0. Vì vậy chỉ còn a bình trừ b bình. Và đây chính là điều phải chứng minh. Viết tắt điều phải chứng minh. Được chưa? Như vậy sau 4 dấu bằng thì mình đã chứng minh được về bên trái thì bằng về bên phải. Và đây là cách mà chúng ta thực hiện. Và các bạn nhớ là nó mặc dù khá là cồng kềnh nhưng các bạn coi nó như là tính chất phân phối như thế này thôi. Tách dần dần ra để làm. Sau này khi các bạn học lên lớp 7 và lớp 8, lớp 9 thì sẽ gặp lại cái này. Và nó là một trong các hàng đẳng thức cần phải nhớ ở cấp 2. Nhưng mà chúng ta mới đang học lớp 6 thôi thì các bạn đang dần hình thành theo xu hướng tổng quát hóa, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn nó dưới con mắt là cho tất cả các giá trị. Thì AB ở đây là số nào nó đều đúng nhá. Ví dụ như khi cô cho A bằng 10, B bằng 1, 10 trừ 1 bằng 9 đúng không? 10 cộng 1 bằng 11, 9 nhân 11 bằng 99. Thì 10 bình sẽ bằng 100. Đây là 1 bình bằng 1. 100 trừ 1 bằng 99 đúng không? Đó. Tiếp theo là phần B nhá. Phần B. Đáng lẽ phần B người ta sẽ viết là A cộng B cộng C tất cả bình. Nhưng người ta lại viết luôn cho mình như thế này. Gợi ý thôi đúng không? Bởi vì thực ra A cộng B cộng C tất cả bình thì nó sẽ bằng A cộng B cộng C nhân với A cộng B cộng C. Cô sẽ viết theo đề bài nhé. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ tách lần lượt ra thôi đúng không? Đó. Sẽ bằng là A cộng B cộng C nhân với A. Tiếp theo A cộng B cộng C nhân với B. Và đấy. Và bây giờ mình lại làm tương tự như ở trên thôi. Sẽ bằng A nhân A cộng A nhân B A nhân với C. Tiếp theo là B nhân A B nhân B. Ở đây là dấu cộng nhá. Các bạn ơi, đây là dấu cộng nhá. Cộng với B nhân C. A nhân C, B nhân C và C nhân với C. Đó. Có rất nhiều các phép nhân đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ viết gọn lại. A nhân A thì bằng A bình phương. A nhân B các bạn có thể viết thành AB, bỏ dấu nhân đi. A nhân C cũng có thể viết thành AC. B nhân A. Đương nhiên là có thể để B nhân A. Tuy nhiên khi mà trong một phép tính nó có cái sự phân biệt ABC thì các bạn nên viết theo thứ tự. Thì B nhân A có thể đảo thành A nhân B và viết là AB. Đó. B nhân B thì bằng B bình phương. B nhân C, BC. A nhân C là AC này. BC và C mũ 2. Bây giờ thì mình gộp A bình, B bình và C bình viết trước nhé. Đây là tính chất giao hoán của phép cộng. Có mấy AB ạ? AB cộng AB là 2AB đúng không? AC cộng AC ở đây cũng là 2AC. BC cộng BC 2BC. Và nó đã giống với vế bên phải chưa ạ? Giống đúng không? Đây cũng là điều phải chứng minh. Đó.
Thì đây sẽ là một hàng đẳng thức nâng cao mà các bạn sẽ được học vào năm lớp 8. Nhưng mà lớp 6, lớp 7 chúng ta lại biến đổi chứng minh rất là nhiều. Thì các bạn nhớ cho cô là nó khá là khó hiểu đấy. Vì A, B, C là không biết. Tuy nhiên thì áp dụng chính xác về tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng trừ thì các bạn sẽ đi từng bước một, đi từng bước một đến với cái kết quả theo yêu cầu nhá. Thì áp dụng cho phần này thì chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ tiếp theo. Đối với ví dụ thứ ba này thì mình sẽ nhìn nó theo một cái nhìn nó khó hơn, nâng cao hơn. Và cô đã nói là mình sẽ sử dụng kiến thức của phần ví dụ thứ hai vừa rồi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là mình phải đi tìm x, mà x lại trong lũy thừa, đúng không? X bình trừ 4 nhân với x bình trừ 9 bằng 0. Và có bạn đã nghĩ ra rồi, đó là A nhân B bằng 0. Đây, A nhân B bằng 0. Thì A sẽ bằng 0 hoặc B sẽ bằng 0, đúng không? Đó. Thì đương nhiên là x bình trừ 4 bằng 0 hoặc x bình trừ 9 bằng 0. Đấy cũng là một cách làm. Và các bạn cũng sẽ ra được kết quả. Nhưng mà nó sẽ khó hơn cho cái phần ở dưới này. Phần ở dưới này có thể là một số bạn đã chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà các bạn cần phải làm quen nhiều hơn đối với những cái phần mà không phải là đẳng thức. Nó có một cái dấu nhỏ hơn này, cộng với cái dấu này, tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy. Thì có thể là cái giá trị ở bên trái có thể là các số nguyên âm hoặc là các số 0. Thế thì bây giờ mình sẽ giải quyết từng phần dễ đến khó nhé. Phần A thì các bạn có thể làm theo cách này giúp cô. Nhưng mà cô sẽ muốn áp dụng cái mà đã chứng minh được ở ví dụ thứ hai. Đó là gì ạ? A trừ B nhân với A cộng B sẽ bằng A bình trừ B bình. Rất may mắn khi biết rằng 4 thì chính là bằng 2 bình phương, 9 bằng 3 bình phương. Và hoàn toàn có thể viết được như sau: x bình trừ 4 B phần A nhân với x bình trừ 9. Cái phần này thì sẽ tương ứng với là x bình trừ 2 bình, đúng không ạ? X bình trừ 3 bình. Và áp dụng theo cái này, tính được là bằng x trừ 2, x trừ cộng 2, x trừ 3, x cộng 3. Và nó không chỉ đối với hai thừa số AB mà còn có thêm hai thừa số là C và D, đúng không? CD. Và đương nhiên là vẫn tương tự thôi. X trừ 2 bằng 0 hoặc x cộng 2 bằng 0, x trừ 3 bằng 0. Đấy. Và đương nhiên là suy ra được x bằng 2 hoặc âm 2, 3 hoặc âm 3. Đúng không ạ? Và các bạn có thể thay thế cái chữ hoặc này bởi một cái dấu ngoặc vuông. Nó cũng có ý nghĩa là hoặc. Đấy, chúng ta sẽ dùng dấu suy ra thế này. Sau đó là ghi x bằng 2 hoặc là x bằng âm 2. Đấy, x bằng 3 hoặc là x bằng âm 3 vào đây. Tương tự. Và sau này các bạn sẽ sử dụng cái ký hiệu này rất nhiều nhé. Hiện tại thì ghi thế này cũng được, ghi thẳng hàng. Đấy. Thì đối với bài toán này thì mình hoàn toàn có thể kết luận được là x sẽ có 4 giá trị, đúng không? X bằng 2, âm 2, 3 và âm 3. Cái dấu chấm phẩy này tương tự biểu thị cho chữ hoặc nhé. Và cách làm này thì đương nhiên là để áp dụng được cái công thức này luôn thì thấy nó cũng hơi vô lý, đúng không? Vì lên lớp 8 rồi chúng ta mới được áp dụng cơ. Các bạn có thể chứng minh trước rồi áp dụng. Nhưng mà cũng có thể làm theo cái cách mà cô bảo là ở trên này. X bình bằng 4, x bình bằng 9. Tìm xem có những số nào bình phương lên bằng 4. Sẽ có hai số, đúng không? Là cộng trừ 2. Và cũng có hai số bình phương lên 9 là cộng trừ 3. Thế thì đối với phần B thì sao ạ? Phần B x bình trừ 4 nhân với x bình trừ 9 nhỏ hơn hoặc bằng 0.
Thì nếu mà cô cho một ngoặc nó bằng 0 thì ngoặc bên kia âm hay dương cũng được, đúng không? Thì nó vẫn bằng 0. Vì vậy mà chúng ta nên chia trường hợp. Trường hợp 1 x bình trừ 4 nhân với x bình trừ 9 bằng 0. Thì đây sẽ suy ra là x bằng 2 hoặc là x bằng 3. X bằng âm 2, x sẽ bằng âm 3. Đấy. Còn trường hợp thứ hai đó là x bình trừ 4 nhân với x bình trừ 9 âm. Và chúng ta viết được dưới dạng này luôn. X trừ 2, x trừ 3, x trừ cộng 2 đúng không? X cộng 3 âm. Và bây giờ thì mình sẽ cần phải dùng đến một cái bảng xét dấu các bạn ạ. Mình phải xét dấu khi nào thì nó sẽ âm và khi nào nó sẽ dương. Đây là một bài toán có thể xếp vào phần nâng cao, sẽ được nhìn thấy khi mà các bạn tham gia vào các kỳ thi cao hơn hay là các kỳ thi liên quan đến các lớp trên. Cô sẽ lập một cái bảng ở bên này nhá. Các thao tác này, đây, ta sẽ ghi là ta có bảng xét dấu sau. Thứ nhất là x ở một hàng. Tiếp theo là x trừ 2. Các bạn viết thế nào cũng được nhưng mà mỗi một cái ngoặc này sẽ là một hàng nhá. X trừ 3 đi. X cộng 2. X cộng 3. Và cái cuối cùng sẽ là vế trái. Đây. Cái tích ở bên vế trái này. Bây giờ các bạn sẽ điền những gì vào đây. Cái hàng x này là hàng rất là quan trọng. Mà phải điền các giá trị làm cho cái tích này bằng 0 thì nó chính là ở trên này. Và các bạn xếp theo thứ tự tăng dần. Bên này sẽ là âm 3, âm 2, 2 và 3. Và phải chưa để nó trở thành 5 khoảng nhé. Thì tại x bằng âm 3 tại x bằng âm 3 thì x trừ 2 bằng bao nhiêu ạ? X trừ 2 sẽ bằng âm 5 đúng không? Nhưng mà chúng ta không thèm tính thì không muốn tính thì sẽ dùng một gạch. Tại âm 3 cũng không muốn tính dùng một gạch. Âm 2 cũng vậy. Còn với x bằng âm 3 thì x cộng 3 sẽ bằng 0. Đó. Vì vậy mà chúng ta chỉ cần điền cái giá trị nó bằng 0 vào đây thôi. Và sau đó là đưa hết nó về một gạch. Tức là ý nghĩa là không cần tính. Tiếp theo là xét về dấu. Các bạn lưu ý là khi xét về dấu ấy thì nhớ này. Ví dụ là x lớn hơn 2, tức ở trong cái khoảng này, lớn hơn 2 nhỏ hơn 3 thì có thể lấy ví dụ là 2,5. 2,5 trừ 2 thì dương đúng không? Điền dấu cộng. Đó. Thì tất cả bên phải nó cũng sẽ là dương, còn bên này sẽ là âm. Cái này liên quan đến dấu, dấu của hệ số của x dương thì nó sẽ là bên phải số 0 thì mang dấu dương, bên trái số 0 mang dấu âm. Ở đây cũng thấy tất cả hệ số đều là dương đúng không? Thì bên này sẽ là cộng hết, bên này sẽ là trừ hết. Bên phải số 0 thì dương, bên trái số 0 thì âm. Đó. Đương nhiên là tại vị trí này nó cũng sẽ bằng 0 hết đúng không? Tích mà. Và dương nhân dương nhân dương nhân dương. À dương. Một dấu âm này, âm. Hai dấu âm này, dương. 3 dấu âm, âm và 4 dấu âm, dương. Đó. Và bây giờ thì mình hoàn toàn có thể dựa vào bảng và kết luận nhá. Dựa vào bảng. Ta có cái số 1 này sẽ suy ra là gì ạ? Có bao nhiêu khoảng âm nhỉ? À đây đúng không? Đây này và đây. Như vậy thì x sẽ nhỏ hơn âm 2 và lớn hơn âm 3. Đúng không? Đây. Nhỏ hơn âm 2 và lớn hơn âm 3. Hoặc là x sẽ nhỏ hơn 3 và lớn hơn 2. Hoặc đấy. Và đương nhiên là có thể kết luận được đó là dựa vào hai trường hợp thì thấy được là có được phép viết dấu bằng. Vì vậy mà kết luận, các bạn sẽ tự kết luận cho cô nhé.
Rồi cô sẽ kết luận luôn vào đây đi. Vậy x sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 3 và nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Hoặc 2 sẽ nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 3. Đấy. Thì đương nhiên là bài này là một bài khá là khó và mất nhiều thời gian thì cũng cần cả được đúng không? Tuy nhiên thì bài này nó không hề phức tạp đâu mà nó có quy tắc ấy các bạn. Nên là chúng ta chỉ tuân theo đúng các quy tắc về xét dấu là được. Cái bảng này thì sau này các bạn sẽ gặp rất là nhiều nhá. Thì lớp 6 có thể là ít làm, chứ còn lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì rất rất nhiều. Vì vậy mà cô hy vọng chúng ta sẽ làm nhiều bài tương tự như thế này và thành thạo với bảng xét dấu. Vừa rồi là cô đã giới thiệu với các bạn chỉ ba cái ví dụ liên quan đến tính chất của phép nhân thôi, từ khó, từ dễ đến khó đúng không? Thế thì các bạn hãy luyện tập thật là nhiều để tiết sau mình sẽ đến với nội dung lý thuyết cuối cùng của chuyên đề và các bạn sẽ ôn tập toàn bộ về số nguyên. Bây giờ thì cô sẽ gợi ý cho chúng ta một vài các bài tập về nhà nhé. Ở đây thì cô chỉ giới thiệu cho các bạn hai bài tập về nhà thôi. Ngoài ra thì còn rất nhiều các bài khác và có cả những bài luyện tập về phép nhân đúng không? Thì các bạn sẽ tự sưu tầm và luyện tập. Thế còn đối với hai cái bài cụ thể thì cái bài 1 ý là cô yêu cầu là các bạn sẽ tính hợp lý, tức là thay một thừa số bằng tổng để tính và áp dụng tính chất phân phối đúng không? Thì đây là một ví dụ rất gần với thực tế, thường là khi mà cách để người ta đi nhẩm những cái phép tính trong đời sống hàng ngày. Và ví dụ như là 21 thì tách thành 20 cộng 1, đấy đúng không? Hoặc 45 âm 12 vân vân. Bài số 2 thì nó sẽ phức tạp hơn vì nó là tổng quát. Người ta yêu cầu hai thao tác này: bỏ dấu ngoặc và viết dưới dạng tích. Bỏ dấu ngoặc xong rút gọn rồi lại đi viết lại dưới dạng tích. Thì phần này các bạn sẽ luyện tập thật là nhiều nhé. Ở bài sau thì chúng ta sẽ học về ước và bội của số nguyên. Các bạn hãy cùng xem là nó có giống đối với số tự nhiên hay không và tự tìm hiểu trước. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong bài giảng tiếp theo.